Rồi, ok. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại khóa học của mình ha. Rồi, video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp. Thì mình đã dựng hết tất cả các chi tiết rồi. Thì việc của chúng ta bây giờ là chúng ta lắp lại thôi. Đó, lắp cái này lại. Thì lắp cái dễ nhất ha. Cái số lượng là có hai cái thôi. Đó là cái số 16. Đó, số 16. Rồi, số 16 thì nó sẽ bao gồm là số 17 và cái thanh số 16 này. Để đây nó ghi lộn số nè. Solder tức nghĩa là nó bắt vô luôn nha. Solder đây nó chỉ vô cái chỗ nhỏ nhỏ này nè. Đó. Rồi thì đầu tiên là các bạn sẽ mở file mới cho mình và mở cho mình cái dòng đó là assembly, tức là môi trường lắp ghép. Thì các bạn lưu ý trong môi trường lắp ghép này chúng ta không có dựng gì nữa hết. Đó. Trong môi trường lắp ghép này là chúng ta chỉ lấy những cái model có sẵn là chúng ta lắp lại thôi. Rồi lắp mà nó chật, rồi lắp mà nó không khớp đó là do các bạn dễ sai thôi, chứ không phải là lỗi tại cái môi trường này nha. Rồi, sau khi bạn mở ra thì nó sẽ tự động nhảy vô một cái ô. Đó chính là ô tìm kiếm cái sản phẩm chi tiết. Thì ở đây các bạn lưu ý cho mình á là trong cái môi trường lắp ghép của SolidWorks thì khi mà bạn đưa một cái file bất kỳ nào vô trong môi trường lắp ghép đó và cái file đó là cái file đầu tiên. Mình giả sử như mình đưa cái số 16 này vô môi trường lắp ghép đầu tiên thì cái số 16 này nó sẽ được phần mềm số lượng fix lại. Fix lại có nghĩa là nó sẽ được cố định, không thể di chuyển được, tức là đặt ở đâu là để yên đó luôn á, không có di chuyển được luôn, không có nắm gị nó, không có kéo nó đi đâu được hết, không có thể dùng bất kỳ lệnh nào để có thể gị nó đi được hết. Đó, nó sẽ chết ngay tại vị trí đó luôn. Rồi đó là điều lưu ý, và cái đó là mặc định của SolidWorks. Mình có thể bỏ nó đi, mình có thể bỏ nó đi, nhưng mà là sau khi mà mình đặt nó vô rồi mình mới bỏ được, chứ mình không có cách nào mà bỏ ra liền được luôn, không có nha. Đó, cái đó là mặc định của SolidWorks, và dựa vào cái mặc định của SolidWorks đó mình sẽ lợi dụng nó để mình xác định những cái chi tiết nào là chi tiết cơ sở. Đó, thí dụ như cái này mình bỏ cái này vô là cái này là cơ sở, và nếu mình bỏ cái này vô thì cái này sẽ là cơ sở. Vậy có nghĩa là sao? Cơ sở có nghĩa là cái này nó bị fix lại rồi, thì những cái khác nó sẽ theo vị trí này và nó cứ tiếp tục nó nói vô thôi. Đó thì chúng ta sẽ đỡ được một số bước như là định vị nó trong không gian, rồi định vị nó với lại tâm của môi trường lắp ghép chẳng hạn như vậy, thì mình sẽ đỡ được những cái bước đó. Và đặc biệt hơn nữa là nếu trong quá trình các bạn dựng đúng hình chiếu trục đo thì đem qua bên cụm lắp nó sẽ y chang như vậy, mình đỡ phải xoay. Hả, rồi bắt đầu ha. Đây ví dụ như mình có số 16. Đó, số 16, mình bỏ số 16 vô, open nó vô. Thì việc đầu tiên của mình nó là đây, thấy không? Đúng cái hình chiếu trục đo của nó rồi thì mình bỏ vô nó sẽ thẳng đứng như vậy luôn. Ok liền. Rồi, sau đó mình sẽ sổ cái mũi tên ngay cho con mắt này ra nè. Các bạn sẽ chọn cho mình chế độ đó là View Origin. Đó. View Origin tức nghĩa là nó sẽ ra hai cái mũi tên, một cái mũi tên là góc tọa độ của file path và một cái mũi tên là góc tọa độ của môi trường lắp ghép. Thì theo nguyên lý á, là hai cái mũi tên này tức nghĩa là hai cái góc tọa độ này nó phải trùng nhau, hai cái độ này nó trùng nhau thì tham chiếu nó mới giống nhau được. Còn nếu như không tham chiếu nó không giống nhau thì mình giả sử như cái này nó nằm ở đây đi, rồi các bạn mirror ra thì nó sẽ ra một cái nằm tuốt bên đây, tại vì nó đang lấy cái góc tọa độ là cái điểm ở đây chứ không phải là điểm của cái file path, bạn hiểu không? Rồi cho nên là chúng ta sẽ làm trùng cái tọa độ của file path, như là trùng cái tọa độ của cụm lắp này nó phải trùng nhau đó. Mình sẽ hiện lên để mình thấy được hai cái góc tọa độ, sau đó mình rê mũi tên vô cái góc tọa độ của môi trường lắp ghép thì cái file path mình nó tự giật về, theo đúng cái góc tọa độ đó, và nó sẽ có một cái biểu tượng đó là hai cái góc tọa độ nó trùng nhau, nối nhau lại, thấy không? Đó thì mình lít vô. Rồi, vậy là xong. Đó, vậy là xong rồi đó. Rồi, thì mình sẽ sổ mũi tên ra, mình tắt cái chế độ đi. Mình chỉ cần lúc ban đầu thôi, cần ở lúc cái file đầu tiên thôi. Còn những file sau thì mình không cần. Rồi, tiếp tục mình sẽ chọn là Insert Component để mình bỏ các file path mình vô. Đó, rồi, tiếp theo mình chọn số 17. Rồi số 17 mình vẽ ra đó, thì để như vậy nó sẽ y chang luôn, nó sẽ y chang với cái sản phẩm của mình luôn đó. Việc của mình bây giờ là mình chỉ ghép nó lại thôi, nó đúng rồi nè đó, nó đâu có cần thay đổi gì nữa đâu đó, đúng rồi. Rồi đầu tiên hết là mình sẽ có một cái lệnh để dùng cho cái môi trường này thì chúng ta xài rất là nhiều, đó chính là lệnh make. Lệnh make đóng vai trò là liên kết giữa các file path với nhau đó, nó có hình mô tả cho các bạn ha. Đó, rồi chúng ta sẽ dùng lệnh make ha.
Rồi, đầu tiên á, là đối với cái trục này và cái này thì nó sẽ cần đồng tâm để nó có thể thọt vừa cái lỗ này. Đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn mặt trục nè. Chọn mặt lỗ nè. Rồi, chúng ta click ok thì chúng ta hoàn tất lệnh. Rồi ở đây nó có thể nó còn sẽ nhảy lên nhảy xuống được mà nó chọt như vậy nè. Đó. Chọt xuyên ra như vậy, cho nên là mình đang thiếu cái ràng buộc về giới hạn của nó. Cho nên mình sẽ thêm vô là cái mặt ở đây. Với lại cái mặt ở trên đây nó sẽ dính nhau. Mặt trên đây nó sẽ dính nhau thì có nghĩa là cái này nó sẽ được gắn chặt vào trong cái sản phẩm của mình và nó tới vị trí này nó dừng. À. Rồi, ok. Đó. Thì như vậy chúng ta đã có được một cụm lắp đầu tiên. Rồi cụm cái này nó có xoay lại được, nó xoay 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 vòng vòng được. Đó, ok ha. Rồi, thì mình sẽ lưu lại. À, trong đây thì nó không có để tên là cụm lắp máy hay là cái gì đó, cho nên là mình sẽ đặt tên theo số ha. Đặt theo số, tức nghĩa là mình sẽ lưu lại theo giá trị là 16, 17. Giờ mình lưu lại trong cái folder mà mình chứa những cái flyback mình dựng á. Đó. Thì tại sao là những cái flyback của mình nó đi đâu mất tiêu đi? Là tại vì flyback là nó định dạng là đuôi khác, còn lắp ghép là nó định dạng theo một cái đuôi khác nữa. Cho nên là trong khi mà nó lưu cái đuôi này á, thì nó sẽ không có tìm được những cái file kia. Đó, rồi mình save lại là được. Rồi, 16, 17. Rồi, tiếp tục tạo một cái assembly mới. Tạo một cái assembly mới. Rồi, đây chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái 14, 12, 13 ha. À, 12, 13, 14 á. À, 12 là cái này. Rồi, tới cái 13. Rồi, tới cái 14. Thì để theo thứ tự đi, thì mình sẽ chọn cái 12 ha. Cái 12, open. Rồi, cũng vậy luôn. Mình cũng sẽ sổ ra, mình chọn là View Origin. Sau đó mình ra click ra ngoài vùng trống. Sau đó mình ra chuột vào trong cái tọa đèo điểm. Rồi mình click OK. Đó, rồi tắt cái view origin này đi. Đó, sau đó là mình sẽ insert số 13 vô. 13 là cái răng. Đó, rồi giờ khi mà các bạn vẽ đúng hình chiếu chụp đo rồi thì việc các bạn lắp vô đây nó rất là dễ dàng. Rồi thì chúng ta có lệnh mask để chúng ta lắp đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái lệnh tắt nữa, đó là phím control. Các bạn chỉ cần chọn mặt, hai cái mặt mà bạn muốn liên kết. Ví dụ ở đây mình muốn liên kết giữa cái trụ này và cái mặt lỗ này thì mình sẽ nhấn control. Control chọn mặt này và chọn mặt này. Buông control ra thì nó sẽ hiện ra cho bạn một cái pop-up. Ở pop-up này nó sẽ chứa một số cái ràng buộc đơn giản như ràng buộc phổ biến hay sử dụng. Các bạn sẽ chọn là concentric, tức là đồng tâm. Đó, ok chưa? Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn tiếp control, chọn cái mặt này và cái mặt ở đây. Để bạn buông ra, bạn sẽ chọn là coincident, tức là hai cái mặt này nó tiếp xúc với nhau. Đó, được không? Tiếp xúc với nhau. Đó, vậy thì chúng ta đã hoàn tất được một cái đầu tiên. Cái này nó cũng có thể xoay được. Đó. Rồi, tiếp theo là số 14. Số 14. Số 14 bị fail à. Rồi, để mình bật lên số 14 nó bị gì mà nó không hiển thị ra được. À, số 14 là mình đang dựng bằng 2022 à. Rồi, ok. Nếu vậy, nếu trong trường hợp mà các bạn có một cái chi tiết mà các bạn dựng bằng một phần mềm có cùng phần mềm nhưng phiên bản cao hơn. Thì ví dụ như trong trường hợp này, mình đang có phiên bản 2022. Đó, mà trước thì mình xài 2021 để mình dựng. Thì vô tình mình mở một cái file nào đó bằng 2022 lên, trong đây có file 4 14 1 rồi nè. Đó thì nó sẽ bằng file không, nó sẽ lưu cái file phiên bản của mình á là phiên bản 2022. Đó, thành ra là mình sẽ phải mở nó bằng phiên bản 2022 lên. Rồi sau đó mình sẽ lưu nó về định dạng lưu nó về 2021. Thì muốn lưu về 2021 á thì ở trong số bộ nó không có hạ bậc, nó không có hạ phiên bản xuống. Nó không có cho phép mình lưu phiên bản thấp hơn mà mình sẽ lưu về cái định dạng trung gian đó là Parasolid. Rồi mình cũng sẽ lưu vô trong đây luôn đó. Rồi nó sẽ lưu cho mình cái định dạng đó. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ quay lại với lại phiên bản 2021 này của mình. Rồi mình sẽ open nó ra, mình sẽ chọn vào cái phiên bản
mình sẽ chọn vào cái loại hình đây nè, mình sẽ chọn là on file để nó ra cái XT của mình. Mình sẽ load cái XT này vô, mình sẽ load cái XT đó vô. Thì trước khi mà load cái XT đó vô á thì mình cần phải mở cái file XT đó ra, đây file XT ra để mình lưu nó về định dạng sau lúc quạt trước cái đã. À, lưu nó về định dạng sau lúc quạt trước cái đã, save. À, thì mình sẽ có một cái file đó mình save trùng nè, save trùng đúng không, save trùng vậy thì mình sẽ để số này là số 1 lên đây đi, hoặc là 14.1 ở chỗ này đó, để nó không bị trùng tên đó các bạn, không bị trùng tên thì chúng ta mới mở được, còn trùng tên là nó bị khó lắm, tại vì cái này nó mở được nè, cái phiên bản của mình 14 này mình có thể mở được bằng 2022, vậy nó có cây cây thư mục, cây lịch sử cho mình chỉnh sửa được. Còn cái mà mình mới lưu thành 14.1 này nè, nó là một cái file trung gian, và file trung gian này nó chỉ có mô hình thôi chứ nó không có được cái cây lịch sử, đồng nghĩa với việc là các bạn muốn chỉnh sửa nó thì các bạn phải biết thêm được những cái kỹ năng nâng cao nữa đó, mà ở đây thì mình sẽ không có chia sẻ những cái đó, nên là mình sẽ để cho các bạn là nó lưu lại cái file đó, mình giữ cái file gốc lại thôi ha. Rồi à, đây chọn hai cái này thì chúng ta sẽ nhấn là đồng tâm. Rồi tiếp theo là chọn cái mặt này với lại cái mặt ở đây thì dính vô. Rồi tại sao mình không chọn cái mặt này và cái mặt ở đây cũng được, cũng được nha các bạn, cũng được chứ không phải là không, nhưng mà thường thì mình sẽ có thói quen là mình chọn cái mặt đỡ, mặt kêu bằng mặt bạ hoặc là mặt tựa. Tại sao? Tại vì nhiều khi á mình thiết kế á, mình cũng không đoán chắc được là mình cái sản phẩm này mình vẽ theo bản vẽ thì cái bản vẽ nó đúng hay không, tại vì đây bản vẽ thực hành mà, cho nên là việc nó sai là chuyện bình thường đó, nên là mình nếu mà mình vẽ thì mình nên cố gắng là vẽ cho nó đúng trước, rồi tự tin á thì mình quất mặt cuối luôn, đây là hai mặt cuối. Còn mình không tự tin á và mình cảm thấy mình muốn an toàn nhất và mình kỹ tính á thì mình sẽ để ở mặt mặt tựa hoặc là mặt bạ, tại vì để những cái này thì nó sẽ đúng với lại cái điều mà mình mong muốn, đó là nó sẽ có dính vô cái mặt này đó. Còn cái phần lồi ra phía sau này nè, phần lồi này ra phía sau này nè đó, thì mình có thể sửa lại được đó. Còn nếu như mà mình để cái mặt này, mình nói chẳng may nha, chẳng may mình để hai cái mặt cuối này và tự nhiên cái phần dư này nó bị dư ra một khúc thì nó kỳ à, nó không hợp lý với lại cái chi tiết của mình đó. Cái này là ở cái việc mức độ mà kỹ càng kỹ tính và muốn có độ hoàn hảo thôi ha, chứ nó không có liên quan gì tới việc mà chọn đúng chọn sai ha các bạn. Rồi mình sẽ save lại ha, save lại là 12 13 14. Rồi tiếp tục làm số 7, này là số 8 đúng không? Đây này số 8 nè, 8 7 9, rồi là 789 đúng không? Mở file bác mới lên, ổ lộn, mở file lắp ghép mới lên. Rồi load cái số 7 vô, 789, 7 là cái này. Rồi chúng ta sẽ chọn là view origin, đưa nó vào hệ trục tọa độ. Rồi đó, chúng ta tắt đi, rồi chúng ta đưa số 8 vô. Thì các bạn có thể đưa một cái nào đó vô cũng được, tùy các bạn, muốn đưa gì vô cũng được, không nhất thiết là phải giống như mình. Các bạn có thể đưa số 7 vô trước, đưa số 8 vô trước cũng được, không sao hết. Thì đầu tiên là ta chọn hai cái mặt trụ này thì nó sẽ ra là đồng tâm đó. Rồi tiếp theo là chúng ta có cái lỗ nè, thấy không, chúng ta có cái lỗ thì chúng ta sẽ cho hai cái lỗ này nó đồng tâm cái nữa. Nhưng mà đồng tâm này mình sẽ có một mũi tên đảo chiều đó. Thì cái quy tắc đảo chiều đó là khi mà các bạn nhấn Ctrl á, đây, khi mà các bạn nhấn Ctrl chọn hai cái mặt này và đè Ctrl, sau đó bạn thực hiện cái lệnh đó là đồng tâm, thì khi bạn click chuột xong rồi bạn để yên chuột đó luôn đó, thì nó sẽ xuất hiện cái mũi tên đổi chiều cho các bạn ngay tại con chuột của mình luôn. Còn nếu như các bạn rê chuột đi chỗ khác thì nó sẽ không hiện ra nữa đó, cho nên lưu ý kỹ với mình cái vụ đó. Thì trong số lúc hoạt thì không cần các bạn phải lia chuột quá nhiều như là chơi game hay là như là trong bên két, các bạn cứ để đó và nó sẽ hiện ra những cái option liên quan tới tới con chuột của các bạn ha. Rồi đảo chiều nó ok. Rồi thì cái lỗ ở dưới đây nè, cái lỗ dưới đây là để mình bắt cái con số 9 vô, số 9 cái stub của mình đúng không đó. Thì cũng vẫn như vậy, mình sẽ chọn là đồng tâm, đây đồng tâm, rồi sau đó bắt dính. Thì đây là lợi thế nè, mình thường có thói quen là bắt dính mặt bạ là vậy đó,
nó dễ dàng bắt cho mình hơn, còn các bạn bắt mặt đầu mặt cuối thì nó khó hơn tí thôi chứ không gì á. Rồi sau đó mình sẽ lưu lại là 7 8 9. Rồi ok, nếu mà cái folder này mà nó có cho cái tên này thì mình sẽ lưu theo cái tên này thì nhìn nó chuyên nghiệp hơn, tại vì của mình đang lưu theo cái tên của nó là dạng là VSE rồi cái gì gì đó thì nhìn nó chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà chỉ có là cái phone, cái cụm lắp thì nó không có để tên thì nhìn nó không có chuyên nghiệp lắm. Rồi xong ba cái này rồi không, nhìn nó tới cái mà nhiều nhiều nè, đó là cái số số 5 nè, số 3 nè, số 4 nè, là 3 4 5. Rồi giờ mình sẽ mở cái file bát mới lên, mở file bát mới lên mở file mới lên. Nhưng mà trước khi mở file mới thì mình nhớ là số 4 với lại đúng rồi, số 4 là mình mở bằng phiên bản số Word 2022. Thì các bạn muốn muốn mà kiểm tra cái đó là phiên bản máy á, các bạn sẽ chuột phải vô trong cái window của các bạn á, các bạn chuột phải vô cái dạng là style hoặc là status hay là bất kỳ cái gì ở chỗ này, bất kỳ cái gì ở chỗ này, size cũng được nữa. Đó, rồi các bạn sẽ chọn là more. More thì các bạn sẽ tìm tới cái dòng chữ S, có chữ S nha. Chữ S thì nó sẽ có là SW. Đây SW last share width nè. Hoặc là SW open time nè, hai cái này tích vô hai cái này. Thì nó sẽ ra cho bạn đó là last width là cái gì. Đó, last width là cái gì. Rồi open time đó là thời gian mà mở cái file này là bao nhiêu. Rồi nó sẽ chết cho các bạn. Nhưng mà thường là mình chỉ cần cái last width thôi, tức nghĩa là last save width đó là cái phiên bản cuối cùng mà lưu cái file này là bao nhiêu. Thì ở đây nó sẽ cho trả về kết quả cho các bạn đó là phiên bản 2021, rồi các bạn đổi chỗ vị trí nó đi. Đó. Vậy mình không, mình cũng có thể là những cái này là mình cần nhất nè. Đó, đầu tiên là cái tên. Rồi các bạn lưu trữ, mình thì đang lưu trữ bằng đám mây, cho nên là nó sẽ có status, đó là nó đang ở trạng thái gì. Trạng thái đang đồng bộ, đã đồng bộ, trạng thái lưu về máy, hoặc là trạng thái đang ở trên đám mây cần phải đào về hay gì đó. Thì nó sẽ hiện ở đây. Rồi ngày chỉnh sửa là cái cần quan trọng nhất mà các bạn thường hay bỏ qua. Đó là sau này các bạn đi làm các bạn sẽ gặp rất là nhiều model nó giống tên. Nó giống tên hoặc là nó tên na ná nhau. Đó. Và có một số cái là gửi trong ngày. Gửi trong ngày cùng một sản phẩm nhưng mà chỉnh sửa nhiều lần thì gửi trong ngày. Thì mình sẽ dựa vào trong cái modify date, là cái date modify là cái thời gian mà chỉnh sửa. Thì mình sẽ lấy cái file chỉnh sửa mới nhất, tức là chỉnh sửa cái giờ mà gần nhất so với giờ hiện tại để mình lấy file. Đó. Thì trong trường hợp mà nó trùng tên, nó ví dụ như là 01 base là xong rồi cái nó mở ngoặc ra 1 2 3 4 5 6 7 8 gì đó, là có nhiều cái file nó trùng tên. Thì mình coi cái file nào mới nhất và cái file nào chỉnh sửa mới nhất theo thời điểm của mình đó, thì mình chọn thôi. Ở thì cái date này nó cũng quan trọng. Rồi cái time này á, cái time này sẽ giúp cho các bạn phân biệt được đó là đang là của phần mềm nào. Thì mình thì xài nhiều phần mềm cho nên là mình cần cái time này để mình xác định được là à đây là của sư Word nè, đây là của file trung gian nè, đây là của Inventor, đây là của Fusion 360 hay là của 3ds Max, của Ketchup hay là của file render hay gì đó, thì mình sẽ cần cái này. Đó. Còn tại vì sao? Tại vì những cái file mà nó là future version, tức là những cái file mà nó đọc không được á, nó đọc không được á, thì nó sẽ không có hình mô tả, không có hình mô tả. Còn đây là nó sẽ có cái hình mô tả nè, nó sẽ có cái hình mô tả hết. Nó đọc được là nó sẽ có hình mô tả hết. Còn nếu mà nó đọc không được là nó không có hình mô tả. Ví dụ như trong trường hợp này nó không có hình mô tả nè. Đó. Được chưa? Rồi vậy thì đây là cách để các bạn kiểm tra coi nó là phiên bản máy. Chúng ta có hai cái là future version, tức nghĩa là nó được vẽ hoặc là nó đã được mở lần cuối cùng bằng phiên bản cao cấp hơn phiên bản mình đang có. Ví dụ mình đang có 2021 thì cái hai ba cái phiên bản ở trên nó đang mở bằng 2022 chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ tìm cách để mình convert nó về 2021. Thì số lý hoạt thì nó chỉ có một cách thôi, đó là bạn phải có phiên bản số hoạt cao hơn. Rồi bạn vô bạn mở ba cái file đó, rồi bạn convert ngược về XT như của mình, rồi mình bạn lưu lại thôi. Chứ nó không còn cách nào khác hết, nó không có hạ bản xuống được. Nó không có lưu hạ bản như két từ két 2020 trở ngược về 2007 được. Đó, tại vì két thì nó chỉ có là môi trường 2D thôi, cho nên nó dễ hạ bản. Còn số Word á thì nó xài là môi trường 3D. Và môi trường 3D thì nó có nhiều cái công nghệ hơn. Đó, thì đây khi mà bạn mở bằng một phiên bản cấp cao lên và bạn open bằng phiên bản cao cấp hơn thì nó sẽ hiện được là phiên bản hiện có là nhiêu. Đó,
Thì theo nguyên lý á, là phiên bản cao nó sẽ đọc được hết tất cả những phiên bản thấp và nó sẽ cung cấp đủ thông tin cho bạn. Đó, được chưa? Rồi bây giờ mình mở 3 file cùng một lúc để mình convert hết 3 file này về 2021. Một là cái đế, hai là cái rồi. Mình cần cái số 4 và cái 14 là mình đổi chưa ta? À, cái 14 mình đổi rồi. Mình cần cái số 4 với cái số 1 thôi. Rồi. Vậy là cái số 4 nè, mình sẽ save về. Giờ mình sẽ chọn định dạng đó là XT. Rồi. Cái số 14 thì đâu rồi thì kệ nó. À, cái này thì save về luôn. Save về định dạng XT ha. Save. Rồi xong rồi, xong hết nhiệm vụ rồi, tắt đi. À, khởi động lại 2021 của mình. Và đó là lý do tại sao mình cài hai phiên bản á. Mình máy mình luôn có một phiên bản mới nhất hiện tại. Thì mới nhất hiện tại đang là 2022 XP2. Và một phiên bản xài ổn định nhất hiện tại. À, hoặc là cao cấp nhất hiện tại đang có mà có thể là gọi là ổn định nhất thì đó là 2021 hoặc là 2020. Đó. Mình sẽ luôn có hai cái đó. Rồi, còn đối với công ty thì tùy ha. Cái công ty xài rắc thì bạn có thể cài được hai phiên bản cùng một lúc. Nhưng mà nếu công ty xài bản quyền á thì vẫn cài được, nhưng mà cái đó phải liên hệ với bên bản quyền để coi xem là giữa hai cái phiên bản của bạn nó cần có đổi cái license hay không. Nếu mà phải đổi license thì nó hơi mệt, tại vì đổi license là thêm tiền. À, đổi license là thêm tiền. Còn nếu như mà nó báo là hai phiên bản liền kề mà có thể xài cùng một lúc mà không cần phải thêm tiền đó thì ok, được. À, cái đó liên quan tới vụ bản quyền thôi ha. Và thường thì mấy công ty của mình sẽ không có bản quyền nhiều, chỉ một vài công ty thôi chứ không phải là công ty nào cũng có. Đó. Rồi, còn cá nhân thì vô tư, cá nhân thì các bạn biết cài thì các bạn cứ cài thôi, không vấn đề gì. Rồi cái file cuối cùng thì đầu tiên là mình sẽ bỏ số mấy qua này, số 3, nổi số 3 vô. Rồi chúng ta sẽ chọn ngay chỗ con mắt view origin, lít vô cho nó ngay ngay chụp. Rồi chúng ta tắt đi. Rồi chúng ta sẽ có là số số 5. Bỏ số 5 vô trước ha. Số 5. Rồi, ví dụ trong trường hợp mà mình vẽ như thế này mà nó bị sai đi, tức là nó phải quay dọc mới đúng đúng không? Thì mình sẽ có cái trục quay dọc nè, cái này đây đầu quay dọc nè. Thì nó sẽ quay cho mình mỗi lần quay như vậy nó sẽ quay một cái hướng 90 độ. Thì mình có thể sửa lại là 45 độ, tức là mỗi lần quay nó sẽ dịch 45. Dịch 45, dịch 45, dịch 45. Đó. Thì đây là mình cần quay theo trục, thì theo trục ha. Thì muốn quay dọc thì mình sẽ xoay theo trục y, đây trục y. Thì nó mới dọc được. Đó, thì mình xoay dọc. Rồi, ok. Đó, rồi sau đó mình chọn mặt, mình chọn cái mặt này và mình cần cho chọn cái mặt cong này, mình cho nó hình xin chích vô. Rồi, đó mình sẽ để cái mặt này với lại mặt này nó trùng nhau. Rồi, nhưng mà nó sẽ xoay được nè. Đó, nó sẽ xoay được. Đó. Rồi để mà cố định được nó đó thì mình sẽ sử dụng đó là cố định nó với lại cái mặt right. Mặt right là cái mặt mà nó đang đang nằm ở chính giữa nè, thấy không? Mình sẽ cố định với lại cái mặt mặt wrong bên đó. Chọn mặt wrong vô, click vô. Đó. Thì kể từ nay là nó sẽ nằm đây luôn, nó không có chạy đâu được nữa hết. Đó. Nó nằm đây luôn, nó không chạy được. Rồi, ok, tiếp theo là số 4. 4 đâu rồi? Số 4. Đây, 4 đây. Đó, số 4 này thì ok, không có vấn đề gì hết. Đó, mình sẽ dọn chọn cái này. Rồi, mình chọn cái mặt đây, mình chọn bắt dính vô. Đó. Rồi, sau đó mình cũng chọn là cái mặt này với mặt này nó dính lại đây. Ok chưa? Rồi, mình coi cái lỗ nó nằm ở đâu. Nó không có để cái lỗ. Rồi, mình sẽ di dòm qua cái file tổng thể của mình ha. Đây cái lỗ nằm chỗ này. Rồi cái này nó bẹt ra. Nó bẹt ra hai bên. Đó, nó bẹt ra hai bên. Rồi. Nếu như mà trong trường hợp nó bẹt ra hai bên như thế này nè thì chúng ta có thể sử dụng tính năng đó là mirror trong cụm lắp. Thì chọn chọn ngay chỗ là linear component button nè. Là sổ ra. Thì chúng ta sẽ có lệnh là mirror component. Rồi mình sẽ chọn cái đường đường cái mặt mặt mà đối xứng á,
mặt nâu tới xuống thì mình sẽ chọn là mặt dry ha. Rồi sau đó mình sẽ chọn là chi tiết, là chi tiết cái cánh này. Rồi các bạn sẽ nhấn nút là nút next ở đây đó, thì nó sẽ cho các bạn một cái model ở bên đây đó. Rồi, việc của bạn là click ok thôi. Rồi thật ra thì nó có nhiều option lắm, nhưng mà mình sẽ làm cho các bạn đơn giản nhất có thể, mình chỉ chọn ra đó. Thì khi bạn mirror nè, khi bạn dịch một thằng thì hai thằng kia nó cũng sẽ chạy theo đó, chứ bạn đừng có copy ra nha. Copy ra thì nó sẽ không có chạy theo ý của mình, còn đây là mirror thì chắc chắn nó sẽ chạy theo đó. Rồi các bạn sẽ lưu lại, cái này là 3, 4, 5 đúng không, 3, 4, 5. Ok rồi, như vậy là mình đã hoàn tất cho các bạn về cái việc đó là chúng ta sử dụng cái thằng này để chúng ta lắp ghép sản phẩm. Rồi ở video tiếp theo á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp toàn tập, lắp ra nguyên cái sản phẩm này luôn, rồi chúng ta tiến hành xuất bản vẽ ha. Rồi thì có thể là video lắp một cái chi tiết đó luôn, nguyên một cái cụm đó luôn, thì nó chỉ có một video thôi đó. Mình nghĩ vậy, tại vì nó đã video này đã tách ra những video con rồi, hoặc là cũng tách ra những cái cụm lắp con rồi, thì lắp vô cái kia thì nó lẹ thôi à. Rồi